Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Khách mời văn nghệ sĩ của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáo Hơ Mông hay còn gọi là sáo mèo là một loại nhạc cụ rất đỗi quen thuộc của người dân tộc Hơ Mông sinh sống ở các tỉnh phía Bắc nước ta. Nó không chỉ là một loại nhạc cụ không thể thiếu trong các lễ hội truyền thống của người dân tộc Hơ Mông, mà nó còn được sử dụng như là một phương tiện để giải trí trong cuộc sống hàng ngày. Và sáo Hơ Mông cũng là một phương tiện để cho các chàng trai, cô gái giao duyên tạo nên những mối tình đẹp. Và trong chương trình Khách mời văn nghệ sĩ ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp gỡ, giao lưu với một nghệ sĩ rất tài năng. Anh đã từng đạt 9 huy chương vàng về độc tấu sáo dân tộc trong các kỳ liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc. Ngoài ra, anh còn đạt 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc sáng tác và dàn dựng. Xin được trân trọng giới thiệu Thượng tá nghệ sĩ ưu tú Lương Hùng Việt, giảng viên bộ môn sáo dân tộc, khoa nghệ thuật dân tộc và miền núi, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hùng Việt xin kính chào các vị khách quý. Chào Ngọc Anh, chào các vị khán giả trong trường quay cũng như các vị đang theo dõi chương trình Khách mời văn nghệ sĩ của Đài Truyền hình Hưng Yên. Lần đầu tiên, Hùng Việt xin được kính chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thật nhiều thành công. Dạ vâng, rất là cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hùng Việt đã dành thời gian đến với chương trình Khách mời văn nghệ sĩ của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chắc hẳn là ngày hôm nay về với các khán giả của Hưng Yên thì nghệ sĩ cũng đã chuẩn bị những món quà rất đặc biệt để gửi tới quý khán giả, những người đang yêu mến nghệ sĩ đúng không ạ? Rất vui vì hôm nay Hùng Việt được là khách mời của chương trình gặp gỡ văn nghệ sĩ của Đài Truyền hình Hưng Yên vào đúng dịp Tết Nguyên đán, vào mùa xuân, vào mùa của các lễ hội, mùa của con trai con gái giao duyên, và âm nhạc thì cũng là khởi nguồn của tình yêu. Hùng Việt hôm nay xin được mang những tác phẩm mà mang đậm mà cái âm hưởng của vùng núi Tây Bắc. Đây cũng là những tác phẩm mà do bố của Hùng Việt và Hùng Việt sáng tác. Sau đây thì xin mời các quý vị thưởng thức tác phẩm Lao Cai Mùa Xuân, song tấu Pi Liên Sơn và độc tấu sáo Hơ Mông, bài Đêm Trăng Trên Bản Mèo do Hùng Việt và con gái là Lương Thu Phương biểu diễn. Dạ vâng, và quý vị khán giả cũng đang rất là đón đợi được thưởng thức cái màn trình diễn ngay sau đây của hai bố con nghệ sĩ ạ.
Có một lý do rất là đặc biệt thì nghệ sĩ ưu tú Lương Hùng Việt mới lựa chọn bài Pí Liên Sơn Lao Cai Mùa Xuân để mở màn cho chương trình ngày hôm nay. Xin mời nghệ sĩ Hùng Việt có thể chia sẻ với quý vị khán giả được biết lý do đó ạ. Tác phẩm Lao Cai Mùa Xuân được viết năm 1992. Đây là lúc mà khi Hùng Việt được tham gia cùng với bố là cải tiến các loại nhạc cụ thành cái bộ sáo Pí Liên Sơn là gồm 2 chiếc, và nó ở trên nó có rất nhiều các nhạc cụ dân tộc khi được cải tiến vào nó sẽ hòa vào nhau rất là tốt. Và cái cây sáo này ấy, tôi và bố tôi đi hội diễn năm 92 đã được huy chương vàng, và cũng là huy chương vàng đầu tiên của tôi. Và quý vị khán giả cũng rất là mong muốn được nghệ sĩ ưu tú Hùng Việt có thể chia sẻ thêm về người cha của mình là nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh ạ, người mà được mệnh danh là vua sáo mèo ạ. Từ lúc nhỏ đấy, mình đã được nghe các chú các bác ở trong đoàn nghệ thuật tỉnh Lào Cai là từ trước năm 70 là bố mình là Lương Kim Vĩnh là đi rất hay đi sưu tầm và nghiên cứu các nhạc cụ của dân tộc phía Bắc. Nhưng đặc biệt là ông là rất quan tâm đến cái sáo hâm ông. Thì cái sáo hâm ông ấy, thì sáo hâm ông nó có cái âm thanh rất là đẹp, nhưng mà nó có cái hạn chế là âm vực nó rất là hẹp, và cái độ cao ấy thì nó không chuẩn và nó thay đổi liên tục khi mà thổi mạnh thổi nhẹ. Thì ông đã nghiên cứu là mở rộng được âm vực và cái chuẩn cái âm thanh để được lên sân khấu chuyên nghiệp. Và năm 70 thì ông đã đưa cái cây sáo hâm ông đầu tiên được cải tiến thành công lên sân khấu và đã được huy chương vàng, vang được một cái tiếng vang rất là tốt ở trong giới chuyên nghiệp, và nó là cái cây sáo mông hiện nay đấy. Dạ vâng, đó có lẽ chính là lý do mà vì sao mọi người gọi ông là ông vua của sáo hâm mông, đúng không ạ? Dạ vâng. Thì sau khi mà ông đạt được huy chương vàng về thì ông lại càng say mê nghiên cứu hơn, và lúc đó là mình bắt đầu được đi theo cha đi biểu diễn ở các vùng sâu vùng xa. Thì khi mà mình được đi cùng thì cứ buổi tối buổi diễn diễn xong thì đến ban ngày ấy, thì ông lại dẫn mình đi vào trong các bản ấy và gặp những cái nghệ nhân làm rèn dao, làm súng ấy, thì là họ là chuyên về sản xuất sáo rất là hay. À, thì khi mà ông nghiên cứu, sưu tầm nghiên cứu thì ông sau này thì ông sáng tác chế ra được rất là nhiều những nhạc cụ, và tất cả những hội diễn năm nào cũng thế, là bạn bè đồng nghiệp là chỉ xem là ông Vĩnh ông ấy có cái nhạc cụ gì mới và tác phẩm gì mới không. Đấy, và cái kỷ niệm rất là sâu với mình là khi mà đi diễn ở vùng sâu vùng xa ấy, thì mình đang đi chợ này, đấy, thì có cái tiếng loa của truyền thanh ấy, thế thì là mọi người đứng hết ở dưới nghe, và đúng là cái bản đêm trong bản mèo luôn. Khi hết cái bản nhạc đó thì họ bắt đầu họ đi tiếp, thì họ nói với nhau, thì cái người văn hóa huyện người ta bảo đấy, người ta đang bảo cái ông ấy là người của ông, người của họ đấy. Tức là những người dân tộc miền núi người ta đã coi cha của anh là nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh chính là một người con của núi rừng rồi, đúng không ạ? Và điều đó đã lý giải tại sao thì ông được mệnh danh là vua sáo mèo rồi. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh ạ. Thật là đáng quý khi mà các thế hệ trong một gia đình đã tiếp nối truyền thống nghệ thuật, và đặc biệt đó là nghệ thuật với tiếng sáo hâm mông. Ngày trước thì đó là nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh và anh, và ngày hôm nay thì là anh cùng với con gái Thu Phương của mình. Mình xin được hỏi Thu Phương là lý do nào mà khiến cho Thu Phương lại lựa chọn bộ môn sáo dân tộc để học? Lý do khi Phương chọn bộ môn sáo dân tộc để học là vì Phương sinh ra và lớn lên trong truyền thống gia đình hoạt động về nghệ thuật. Có ông là nghệ sĩ nhân dân, bố là nghệ sĩ ưu tú, bác là nghệ sĩ ưu tú Lương Thăng Long, giảng viên nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ ưu tú Thanh Loan, diễn viên nhà hát chèo Hà Nội, và mẹ là nghệ sĩ ưu tú biên đạo múa Trần Thu Hằng, đoàn nghệ thuật Tăng Thiết Giáp.
Mẹ là người luôn ủng hộ, nhiệt tình Phương đi theo con đường nghệ thuật. Hầu hết các buổi biểu diễn của Phương mẹ đều đi xem. Sau đó thì mẹ nhận xét về điểm mạnh và điểm yếu để Phương rút kinh nghiệm. Vì vậy khi đến với nghệ thuật, nhất là bộ môn sáo dân tộc thì Phương đã được tiếp xúc từ bé. Hàng ngày Phương được nghe ông và bố thổi sáo, ông truyền lại cho bố cái kinh nghiệm, những kinh nghiệm về cách làm sáo và thổi thế nào để hay hơn. Vì thế là Phương đã ngấm và yêu thích sáo từ nhỏ. Phương đã biết thổi sáo từ năm 9 tuổi và thường xuyên tham gia văn nghệ của nhà trường. Như vậy có thể nói rằng truyền thống của gia đình đã mang cho Thu Phương một cái niềm đam mê ngay từ khi còn nhỏ, và đó cũng chính là lý do để bạn lựa chọn theo đuổi môn sáo dân tộc, đúng không ạ? Vậy thì không hiểu là khi là con gái mà mình học bộ môn sáo dân tộc này thì nó có gặp phải những cái khó khăn gì không? Khi Phương bắt đầu theo học chuyên nghiệp bộ môn sáo dân tộc này là Phương bắt đầu từ năm 14 tuổi. Phương thấy có rất nhiều thuận lợi. Vì là nữ mà cầm sáo dân tộc trên tay lên thổi thì khá là lạ và thu hút được sự chú ý của khán giả, vì nữ mà thổi sáo dân tộc thì ít lắm. Tuy nhiên để thổi được một bài sáo hay thì phải khổ luyện rất nhiều, phải thường xuyên xông hơi, luyện ngón, chạy gam. Vậy thì mong ước của Thu Phương sau khi mà mình tốt nghiệp đó là gì? Mong ước của Phương khi ra trường là được đem tiếng sáo của mình để phục vụ trong quân đội, được biểu diễn cho các chiến sĩ ở biên giới, hải đảo cũng như các khán giả trong và ngoài nước để giới thiệu nhiều hơn về âm nhạc dân tộc Việt Nam. Tất nhiên rồi, không chỉ Thu Phương mà rất nhiều nghệ sĩ khác cũng mong muốn được mang tài năng nghệ thuật của mình để phục vụ các chiến sĩ trong quân đội, đặc biệt là các chiến sĩ nơi biên giới đảo xa, những người mà ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Và xin chúc cho những mong ước của Thu Phương sẽ sớm thành hiện thực. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức màn độc tấu sáo Hơ Mông, nhịp kèn trên nương, sáng tác nhạc sĩ Đoàn Bổng, do nghệ sĩ ưu tú Lương Hùng Việt biểu diễn, và màn độc tấu sáo ghép âm vang núi rừng do nghệ sĩ Thu Phương biểu diễn. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
Vâng, rất là cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hùng Việt với màn tấu sáo rất là độc đáo vừa rồi. Thưa nghệ sĩ, là được biết là bài Âm vang núi rừng cũng chính là màn độc tấu mà anh đã biểu diễn và đạt được huy chương vàng trong Liên hoan nghệ thuật toàn quốc năm 1995. Anh có thể chia sẻ với quý vị khán giả được biết về lý do tại sao anh lại lựa chọn bài này và cái cảm xúc của mình khi mà được nhận huy chương vàng trong kỳ liên hoan khi đó ạ? Năm 1995 thì đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai đi hội diễn, thì có bố Hùng Việt là sáng tác ra bài Âm vang núi rừng là được thể hiện trên cây sáo Pí Liên Sơn, cũng được hay gọi là cây sáo ghép đó. Thì cái bài tác phẩm này là được thể hiện trên rất nhiều nhạc cụ và cái âm hưởng của nó là âm hưởng núi rừng, và rất vui và xúc động là tác phẩm này đã được huy chương vàng và cũng là huy chương vàng độc tấu đầu tiên của Hùng Việt. Như vậy có thể thấy rằng cha của nghệ sĩ là nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong những cái thành công của anh trên con đường độc tấu sáo, đúng không ạ? Vâng ạ, xin được cảm ơn anh. Thưa nghệ sĩ ưu tú Hùng Việt, được biết là từ năm 1987 đến năm 1991 thì anh là nhạc công và là diễn viên của đoàn ca múa nhạc Hoàng Liên Sơn, và sau khi tách tỉnh Hoàng Liên Sơn thì anh đã công tác tại đoàn nghệ thuật của tỉnh Lào Cai. Vậy thì cái cơ duyên nào đã đưa anh trở thành một giảng viên của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội ạ? Năm 1994 thì đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai cử Hùng Việt về trường nghệ thuật quân đội về để học chuyên ngành saxophone. Vì do nhu cầu của đoàn Lào Cai lúc đó rất cần thiết. Khi mà về đến trường thì Hùng Việt được ban giám hiệu rất là quan tâm, là cho đi biểu diễn rất là nhiều, và tất cả những hội diễn là Hùng Việt đều được tham gia cả, và tất cả những tiết mục mà Hùng Việt tham gia thì đều được huy chương vàng. Khi đó thì rất là nhiều học viên của khoa có nhu cầu là học các nhạc cụ sáo dân tộc, nhạc cụ thổi của vùng Tây Bắc. Thế thì Việt cũng được nhà trường mời giảng dạy và công tác viên ở nhà trường, và đến 2007 thì chính thức là Hùng Việt được về trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để làm giảng viên tại trường. Vâng, rất cảm ơn những thông tin vừa rồi của anh. Có thể thấy rằng đến với Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội có lẽ như là một cơ duyên trong sự nghiệp của anh, đúng không ạ? Dạ vâng. Và thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn tiếp tục thưởng thức tài nghệ của nghệ sĩ ưu tú Hùng Việt với bài tấu kèn Pí Lè mang tên Ngày hội được mùa do nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh sáng tác. Thank you.
và các bạn vừa được thưởng thức màn tấu kèn Ngày hội được mùa do nghệ sĩ ưu tú Hùng Việt biểu diễn. Thưa nghệ sĩ, là anh có thể giải thích cho quý vị khán giả được hiểu rõ thêm về những cái loại nhạc cụ trong cái bài Ngày hội được mùa mà anh vừa biểu diễn, cũng như là các loại nhạc cụ mà anh đang giảng dạy tại khoa ạ? Bài Ngày hội được mùa là bài cái kèn Pí Lè của dân tộc Dao. Thì bài này thì nghệ sĩ nhân dân Lâm Kim Vĩnh sáng tác là khi mà đang đi trên đường đi công tác ấy, thì là người Dao người ta gặt lúa xong thì người ta đứng ở trên một cái cầu, và khi mà ô tô đi lên thì là chỉ nhìn thấy cái cầu nó đưa lên và cái người đứng ở trên ấy đang đổ thóc xuống để cho cái thóc lép nó bay đi ấy. Thì khi mà nhìn thấy cái cảnh đó thì là bố của Việt đã tức khắc là ghi luôn ra cái giai điệu và về đã hoàn thành cho tác phẩm. Vâng, anh có thể cho quý vị khán giả được hiểu rõ thêm về các loại nhạc cụ mà anh đang giảng dạy tại khoa nữa ạ? Hùng Việt đây giờ đang giảng dạy nhạc cụ chính là sáo hơ mông, và bên cạnh đó thì Hùng Việt yêu cầu học viên ấy là học rất nhiều những nhạc cụ của các dân tộc, từ những bản dân ca gốc, những bài bản gốc, cho đến những cái sáo mà đã được cải tiến nâng cao và do các nghệ sĩ mà viết thành tác phẩm. Bây giờ Hùng Việt xin giới thiệu một chút về các loại nhạc cụ của các dân tộc. Đây là cái sáo pi đôi. Cái sáo pi đôi này là của dân tộc Thái. Họ thường là dùng để giao duyên. Vậy đây là cây pí đôi của người Thái trắng. Người Thái trắng. Tức là các chàng trai, cô gái, người dân tộc Thái trắng khi mà muốn giao duyên với nhau thì sử dụng cây pí đôi này, đúng không ạ? Và thường thường là khi con gái hát ấy, thì là người con trai nó đệm theo. Và hai cái tiếng nó sẽ hòa quyện với nhau rất là mềm mại. Dạ vâng. Thế còn rất là nhiều loại nhạc cụ ở trên màn ngày hôm nay, anh có thể giới thiệu cho quý vị khán giả được biết thêm ạ? Đây là cây sáo giấy, cái sáo của dân tộc giấy. Về các loại nhạc cụ vùng Tây Bắc ấy, thì cấu tạo của sáo ấy, thì cũng gần tương đương nhau, là cũng đều có lam tre hoặc là lam đầu và các lỗ bấm. Thì nó chỉ khác là hệ thống thăng âm khác nhau, cách thể hiện khác nhau và các sử dụng trong trường tường hợp riêng biệt. Dạ. Ví dụ như là đây cây sáo giấy. Đây là cây sáo giấy. Dạ. Cũng là cái công cụ giao duyên. Dạ. Bài này là bài Tắt Nước Bên Trăng. Còn đây là cái pí lao nọi của các em người dân tộc Thái Đen, và thường thường đi chăn trâu là cái này nó rất đơn giản, là người ta chỉ lấy một cái đoạn nứa thì gọt cái đầu lên là thành một cái sáo. Dạ vâng.
Như vậy là chúng ta vừa được thưởng thức có tiếng sáo giao duyên, có tiếng sáo của trẻ chăn trâu. Và tiếp theo sẽ là cây sáo gì đây ạ? Đây là cây sáo pí lao luồng. Dạ. Cây sáo pí lao luồng này là của người thầy cúng người ta hay sử dụng. Và cái này chỉ được phép mang đi để cúng thôi. Dạ, vâng. Và cái này là chuyên để gọi hồn. Rất là đặc biệt, anh có thể biểu diễn ngay cho quý vị khán giả được biết về âm thanh của loại sáo pí lao luồng này ạ. Dạ. Còn đây là nhạc cụ không thể thiếu của người con gái hơ mông. Dạ. Người ta bảo là con trai hơ mông mà không biết thổi sáo thì không lấy được vợ, mà con gái hơ mông mà không biết đánh đàn môi thì không lấy được chồng. Những cái nhạc cụ của người dân tộc này, dân tộc ít người ấy, thì sáo hơ mông, rồi đàn môi, rồi pi đôi, thì cái người con trai và người con gái nói chuyện với nhau là thông qua nhạc cụ, chứ không qua lời nói mà họ hiểu được cái tâm tình của nhau. Vâng, thật là tuyệt vời. Và xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hùng Việt đã mang tới sân khấu ngày hôm nay một không gian đầy ắp những âm vang của núi rừng. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì nghệ sĩ ưu tú Hùng Việt đang sở hữu một số lượng giải thưởng khá lớn với 9 huy chương vàng về độc tấu sáo dân tộc, 3 huy chương vàng và 4 huy chương bạc về sáng tác và dàn dựng. Đây là kết quả của những nỗ lực cố gắng trong suốt quá trình học tập và sáng tạo trên con đường nghệ thuật của anh, và chắc hẳn là sẽ có rất nhiều khó khăn cũng như những thuận lợi trong suốt quá trình theo đuổi sự nghiệp của anh, và chúng ta sẽ tiếp tục được lắng nghe anh chia sẻ trong chương trình tiếp theo. Và trước khi chia tay thì nghệ sĩ ưu tú Hùng Việt muốn gửi tặng quý vị và các bạn một màn độc tấu sáo hơ mông, bài Trăng Lên Gọi Bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức, và đây cũng chính là món quà sẽ khép lại chương trình khách mời văn nghệ sĩ ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.
Kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Khách mời văn nghệ sĩ của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Khách mời văn nghệ sĩ số trước thì chúng ta đã được gặp gỡ giao lưu với một nghệ sĩ rất tài ba và đã được thưởng thức những màn tấu sáo dân tộc rất là bay bổng mượt mà. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục được gặp gỡ và giao lưu với Thượng tá nghệ sĩ ưu tú Lương Hùng Việt, giảng viên bộ môn sáo dân tộc, khoa nghệ thuật dân tộc và miền núi, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Lời đầu tiên, Hùng Việt xin kính chúc các quý vị mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Hùng Việt, là giảng viên về bộ môn sáo dân tộc và đặc biệt anh gắn bó với cây sáo Hơ Mông. Vậy thì ngày hôm nay anh có thể cho quý vị khán giả được hiểu rõ hơn về cây sáo Hơ Mông, và cây sáo Hơ Mông thì nó có khác gì so với những cây sáo thông thường khác không ạ? Cây sáo Hơ Mông ấy là một nhạc cụ rất quen thuộc người Hơ Mông, cũng như là khèn, đàn môi, khèn lá. Cái nhạc cụ này không thể thiếu trong những lễ hội, những lúc giao duyên. Nó gắn bó với lại đời sống tinh thần của người Mông, mà nó mang đậm cái nét đặc sắc của người Mông. Đây cũng chính là cái phương tiện giao duyên để người con trai, con gái tỏ tình và giao duyên với nhau. Vâng, thế thì còn về cấu trúc thì cái sáo Hơ Mông nó có khác gì so với sáo thông thường khác ạ? Cái sáo Hơ Mông ấy thì khác với lại các cây sáo, ví dụ như cây sáo ngang của người Kinh, thì là cây sáo ngang của người Kinh thì là một đoạn trúc dài, nó có một là 6 lỗ bấm một lỗ thổi hoặc là có 10 lỗ bấm một lỗ thổi, thì cây sáo Hơ Mông là chỉ có một cây lam ở trên đầu, người ta hay gọi là lưỡi gà đấy, để phát âm, và có 8 lỗ bấm. Và sau này thì đến hiện giờ thì mình đã dùng cờ lê rồi đẩy ra thì rất là nhiều khoảng âm, nó có thể mở rộng đến 2.8 cơ. Sáo Mông này đặc biệt là khác với lại các nhạc cụ khác là về cái âm chất của nó rất là trầm ấm, và phân biệt cái dân tộc Mông là cái vuốt và liến láy rất là nhiều, và đặc trưng của sáo Mông. Dạ vâng. Với những cái cấu trúc mà nó khác nhau như vậy thì cái âm thanh khi mà phát ra thì âm thanh của tiếng sáo Hơ Mông nó sẽ khác gì so với cả âm thanh của tiếng sáo thường ạ? Tiếng sáo thường là do bồi âm nó vang lên thì là tiếng nó rất là bay. Và còn tiếng sáo Hơ Mông ấy thì nó bằng lam lưỡi gà thì tiếng rất là trầm ấm. Dạ. Và nó trong trẻo lắm. Vâng, chắc hẳn là khi mà nghe anh chia sẻ những điều vừa rồi, và đặc biệt là khi được thưởng thức những cái màn trình diễn sáo rất là bay bổng ngọt ngào, cũng như là với rất là nhiều những cái loại nghệ thuật khác, mà loại hình nhạc cụ khác mà trong chương trình trước anh đã biểu diễn, thì có rất nhiều quý vị khán giả khá là tò mò về các loại nhạc cụ sáo dân tộc. Và ngày hôm nay thì anh có thể chia sẻ để cho quý vị khán giả được hiểu rõ hơn về khoa nhạc cụ dân tộc và miền núi mà hiện nay anh đang giảng dạy, bởi vì chắc hẳn là sẽ có nhiều vị khán giả sẽ mong muốn được tìm hiểu thêm về khoa của mình ạ. Khoa nghệ thuật dân tộc của miền núi là có hai hệ, hệ quân sự và hệ dân sự. Thì hệ quân sự thì có trung cấp 4 năm, hệ dân sự thì có trung cấp 4 năm, cao đẳng 2 năm và đại học 4 năm. Thì đầu tuyển đầu vào thì cũng như là tất cả các trường khác do Bộ Giáo dục Đào tạo quy định. Nhưng mà về định hướng ấy, cho học sinh ấy, thì trường chúng tôi và khoa tôi là định hướng theo nhu cầu của từng học viên, là khi họ ở địa phương nào đi và có nhu cầu chuẩn bị về địa phương nào thì chúng tôi sẽ tập trung là trao dồi tất cả những kiến thức ở vùng miền đó, kể cả về dân ca rồi về tác phẩm, để cho học viên đó khi mà họ hòa nhập vào cái xã hội đó thì họ sẽ cập nhật rất là nhanh. Thưa quý vị và các bạn, sáo Hơ Mông hay còn gọi là sáo mèo là một loại nhạc cụ rất đỗi quen thuộc của những người dân tộc Hơ Mông sinh sống ở các tỉnh phía Bắc nước ta. Nó không chỉ là một loại nhạc cụ không thể thiếu trong các lễ hội truyền thống của người Hơ Mông, mà nó còn được sử dụng như là một phương tiện để giải trí trong cuộc sống hàng ngày. Nó cũng là một loại phương tiện để các chàng trai cô gái giao duyên. Và ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức những cái sự tuyệt vời của tiếng sáo Hơ Mông qua màn song tấu Pí Liên Sơn, bài Ngày mới trên bản, sáng tác nghệ sĩ ưu tú Hùng Việt
và bài Phiên chợ Bắc Hà, sáng tác nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Thank you.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được thưởng thức bài song tấu do hai cha con nghệ sĩ ưu tú Hùng Việt và nghệ sĩ Thu Phương biểu diễn. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Hùng Việt và chúng ta sẽ tiếp tục giao lưu. Thưa nghệ sĩ ưu tú Hùng Việt, được biết là anh đã giành được hàng loạt các huy chương vàng với các tác phẩm như là Trăng Lên Gọi Bạn này, rồi Âm Thanh Lòng Núi, Giai Điệu Bản Sa, Tiếng Vọng Hoàng Liên Sơn. Tất cả những cái tác phẩm này thì đều đã mang cho anh huy chương vàng trong các kỳ liên hoan về nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút về kỷ niệm ở trong những cái lần mà anh biểu diễn và đạt huy chương vàng như vậy ạ? Cái lần biểu diễn mà tôi ấn tượng nhất đấy là được cùng bố tôi song tấu sáo bài Lo Cai Mùa Xuân năm 1992. Khi mà hai bố con tôi thể hiện bài tác phẩm Lo Cai Mùa Xuân ấy, thì ở dưới khán giả là im phăng phắc, và khi chúng tôi dừng hẳn rồi thì cái không gian nó vẫn lặng đi vài giây rồi họ mới ồ lên, họ vỗ tay, và rất là vui là hai bố con lần đó đã được huy chương vàng ở hội diễn ấy. Vâng, khi đó thì có thể nói rằng cái tiếng sáo mùa xuân đã thực sự đi vào lòng các khán giả có mặt trong cái kỳ liên hoan chuyên nghiệp khi đó, đúng không ạ? Vậy thì trong suốt cái quá trình học tập cũng như là sáng tác của anh thì còn có một cái kỷ niệm đáng nhớ nào khác không? Anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết. Trong sự nghiệp sáng tác ấy, thì tôi có một kỷ niệm rất là đáng nhớ là khi tôi đi công tác ở trong Than Uyên ấy, thì tôi đi qua cái cổng trời ở đỉnh Hoàng Liên Sơn thì khi nhìn sang bên trái thì có những cái ngọn núi rất là cao, gần như là chọc trời ấy, là nóc nhà của Đông Dương rồi. Thì ở trên đỉnh của ngọn núi ấy, đổ xuống những dòng thác rất là trắng mà từ trên đỉnh núi nó đổ xuống. Thế là tôi mới thấy là đứng là đấy mới là suối nguồn. Thế là tôi về tôi viết tác phẩm Suối Nguồn và tôi và Lương Thu Phương rồi biểu diễn. Dạ vâng, như vậy là những cái chất liệu từ cuộc sống trong những chuyến đi công tác đã giúp anh viết lên những cái tác phẩm và đã mang lại huy chương vàng trong những lần biểu diễn cho anh ạ. Dạ vâng, xin được chúc mừng anh. Và ngay sau đây thì nghệ sĩ ưu tú Hùng Việt sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn bài tấu kèn Tiếng Vọng Hoàng Liên Sơn, sáng tác của nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh, và bài tấu Sáo Mèo Âm Thanh Lòng Núi. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Thank you.
Như anh chia sẻ trong chương trình lần trước thì có một khoảng thời gian khá dài anh đã theo học loại nhạc cụ, đó là loại nhạc cụ saxophone đúng không ạ? Vậy thì lý do tại sao mà anh lại theo học loại nhạc cụ này, và khi mà học giữa nhạc cụ phương Tây và nhạc cụ truyền thống thì nó có cái sự khác nhau như thế nào không ạ? Và cái loại nào học thì khó hơn? Nói về khó hơn thì mỗi cái nó khó hơn một kiểu. Cái nhạc cụ phương Tây thì về kỹ thuật rất khó. Họ viết ra những bài bản mà mình tập nó mở mắt ra mới xong được. Đấy, còn về nhạc cụ dân gian Việt, về nhạc cụ cổ truyền của mình ấy thì nó lại mang nặng về cái tính tình cảm hơn. Thể hiện tình cảm rất là khó, mà muốn thể hiện một tác phẩm của Việt Nam nó phải rất tỉ mỉ, từng nốt trong đó một, thì mà phải tập một nốt thôi, cũng phải tập rất là nhiều thì mới ra được cái âm thanh mà mình mong muốn. Thưa nghệ sĩ ưu tú Hùng Việt, được biết là từ năm 2004 đến năm 2007 thì anh đã tham gia học đại học và đã tốt nghiệp loại giỏi về chuyên ngành sáng tác, và sau đó thì anh cũng đã giành được rất là nhiều thành công trong cái sự nghiệp sáng tác của mình với 3 huy chương vàng và 4 huy chương bạc về sáng tác và dàn dựng. Vậy thì anh có thể cho quý vị khán giả được hiểu rõ hơn về cái công việc sáng tác và dàn dựng, đặc biệt là việc sáng tác và dàn dựng với những tác phẩm được giải ạ? Tôi thì sáng tác thì nó cũng theo hứng, là khi mà đang ngủ này mà có chút chợt một cái giai điệu nào nổi lên trong đầu là tôi tức khắc tôi dậy là tôi ghi lại ngay. Và cái chuyên ngành sáng tác ấy thì các người học thì phải hết sức chăm chú đến những môn bổ trợ cho nó. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nghệ sĩ ưu tú Hùng Việt. Và thay mặt những người làm chương trình thì xin kính chúc nghệ sĩ cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Xin kính chúc ban giám hiệu, các thầy cô giáo, các học viên và sinh viên của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội một năm mới thành công, hạnh phúc. Và trước khi chia tay thì nghệ sĩ ưu tú Hùng Việt cùng con gái Thu Phương sẽ gửi tặng quý vị và các bạn một món quà, đó chính là màn tấu Sáo Bầu, giai điệu Bản Sa và màn tấu Pí Liên Sơn, Suối Nguồn, và đó cũng chính là lời chào tạm biệt của chương trình. Xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
thank you.